第九课我来介绍一下。i 琴 h i a s ó 同学们好，老师好。我来介绍一下，我姓刘，叫刘明，是东方大学的老师。你叫什么名字？我叫大卫，是东方大学的留学生。 你是哪国人? 我是美国人。同学们好。Thống xuế 同學, âm hán Việt là đồng học, có nghĩa là bạn học. Thống xuế mà, có nghĩa là các bạn học. Ở đây, thống xuế mà khó, có nghĩa là chào các em, chuyên dùng để các thầy cô giáo chào học sinh. 老师好。có nghĩa là c h o thầy ạ, c h o cô ạ. 我来介绍一下。Đã giới thiệu 一下 là một chút. g i 一下 là giới thiệu một chút. 我来介绍一下，t h ầ giới thiệu một chút. Tôi họ Lưu, gọi Lưu Minh. Lưu là họ Lưu. Tôi họ Lưu, tên họ Lưu. Lưu Minh là tên thầy giáo Lưu Minh trong bài. Chào Lưu Minh, tên là Lưu Minh. Tôi họ Lưu, gọi Lưu Minh. Thầy họ Lưu tên là Lưu Minh. từ Đông Phương có nghĩa là Đông Phương, Tà Xué có nghĩa là Đại học, Đông Phương Tà Đại học Đông Phương, Đông Phương Đại học của Đại học Đông Phương, 是東方大学的老师, là giáo viên của Đại học Đông Phương. 你叫什么名字的名字什么名字 daisy 叫什么名字叮嘱了西你叫什么名字我叫大卫是东方大学的留学生 我叫大魏, em tên David từ liều sân là lưu học sinh đông phan là lưu học sinh của đại học đông phương 是 là lưu học sinh của đại học đông phương 你是哪个人 em là người nước nào 我是美国人。Em là người Mỹ.